Trong cuộc sống, trên sân khấu, phim ảnh, võ thuật ngày càng chứng minh được sự hữu ích của nó, nhất là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho bản thân mình và cộng đồng. Câu chuyện người đàn ông gặp cướp giữa đường đã tự vệ lại bằng chiêu thuật của võ cổ truyền Việt Nam cũng là câu chuyện trong một mỗi tuần một địa chỉ tuần này về câu lạc bộ võ thuật Nguyễn Phương Chanh Thu Vân Quốc tế Võ Đạo, nơi đang truyền dạy cho rất nhiều thế hệ trẻ trong và ngoài nước về võ thuật cổ truyền Việt Nam. Khoảng trên 5 năm là bắt đầu từ khi tham gia võ thuật tới giờ rồi, thì mình cũng có hiểu một chút ít về môn võ cổ truyền này. Về môn võ cổ truyền thì mình thấy nó rất là đặc điểm riêng biệt với các môn võ khác như Taekwondo, Karate, là vì võ cổ truyền là cái môn võ truyền thống của nước Việt Nam ta. Nó có từ thời rất là xa xưa, thời chiến tranh. Và cái đó là ông cha ta đã sáng tạo ra những cái nước đi của nó rất là đẹp đẽ. Và khi đó thì nó ẩn chứa bên trong là những cái hồn. Và khi mà cái phần hồn đó nó ở toát lên thì đến một đỉnh cao thượng thừa, thì cái phần hồn nó đủ sức có thể là làm rung sở biết bao nhiêu người khác. Môn phái võ nghệ thuật Nguyễn Phương Chanh Thu Vân Quốc tế Võ Đạo là một môn phái lấy tên từ cố võ sư Nguyễn Phương Chanh, một trong những võ sư nghệ sĩ gạo cội của ngành sân khấu cải lương Việt Nam. Năm 1989, võ sư nhà giáo ưu tú Nguyễn Thu Vân đạt bằng võ sư bạch đài cấp 500 của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và đã lập nên võ phái nghệ thuật Nguyễn Phương Chanh Thu Vân Quốc tế Võ Đạo với nền tảng từ các bài bản võ thuật của sư tổ Nguyễn Phương Chanh, đồng thời phát triển các tinh hoa của các bộ môn võ thuật khác mà bà đã được học. Từ năm 92 tôi được lão võ sư Đức Mộc mời sang Paris biểu diễn và giảng dạy cho hai võ đường bên đó. Thì từ năm 92 tôi dạy được các võ sinh bên Mỹ, Thụy Sĩ, Bỉ và nhiều nước trên thế giới. Tôi thành lập được hai võ đường, các bạn đặt là Thu Vân Võ Đạo. Thì bây giờ các bạn đã được rất nhiều huy chương. Thì vừa rồi các bạn cũng tham gia đại hội lần thứ tư ở Bình Định. Còn chúng tôi thì tham gia liên tục 4 kỳ. Thì càng đi thì càng thấy là võ cổ truyền Việt Nam được rất nhiều người ngưỡng mộ. Võ sư nhà giáo ưu tú Nguyễn Thu Vân hiện là người đang giữ lửa cho câu lạc bộ này hoạt động. Bà là một trong những người học trò đầu tiên của cố võ sư Nguyễn Phương Chanh. Bà đã theo học ông từ năm 13 tuổi tại trường ca kịch dân tộc Việt Nam, đã tiếp thu khá đầy đủ những tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam ứng dụng trên sân khấu cải lương. Trải qua quá trình học tập và giảng dạy võ đạo và võ thuật hơn 40 năm tại các trường nghệ thuật sân khấu, các nhà hát, các đoàn nghệ thuật từ Bắc vào Nam, võ sư Thu Vân đã nghiên cứu, đúc kết những kinh nghiệm ứng dụng võ thuật trên sân khấu, phim ảnh và hơn hết là đúc kết và phát triển các tinh hoa võ thuật trắc lộc từ các môn võ cổ truyền khác mà bà đã được truyền thụ trong nhiều năm qua như Bình Định Sa Long Cương, Thiếu Lâm Trung Sơn, Hắc Hổ Thiết Quyền Đạo. Tôi đến với câu lạc bộ võ thuật của cô Thu Vân là chỉ vì đam mê võ thuật từ nhỏ thôi. Thì từ nhỏ đã tự tập luyện rất là nhiều chỉ biết là xem phim đó. Thì tôi thấy trên phim có rất nhiều những cái đoàn thế đẹp, thì mình rất là thích những cái đó. Tôi nghĩ là mình là người Việt Nam, mình phải học võ cổ truyền của Việt Nam, cũng giống như là Hàn Quốc thì học Taekwondo, hay là Trung Quốc thì họ học Vũ Su hay là Võ Thiếu Lâm. Thì tôi nghĩ là mình học võ cổ truyền của Việt Nam thì để nâng cao cái tầm vóc người Việt lên. Trong cách nhìn của nữ võ sư Thu Vân cũng như các bạn trẻ trong và ngoài nước, võ thuật cổ truyền Việt Nam không đơn giản là những đòn múa, thế quyền biểu diễn mà còn có tính áp dụng trong thực tế. Câu lạc bộ võ nghệ thuật Nguyễn Phương Chanh Thu Vân Quốc tế Võ Đạo ngoài việc truyền thụ đến thế hệ trẻ các bài học căn bản về võ thuật, còn đào tạo chuyên sâu về nghề cascader, giúp nhiều bạn trẻ ngoài việc tìm hiểu võ thuật còn có cơ hội đưa võ thuật cổ truyền trên sân khấu điện ảnh. Trong đó, trên trục phim truyền hình điện ảnh có sự tham gia đóng thế của bà với học trò như Tây Sơn Hổ Phách, Không Thể Bóp Cò, Người Mỹ Trầm Lặng. Mục đích là chúng tôi muốn tuyên truyền sâu vào các trường đại học, từ mẫu giáo phổ cập đến các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. Nhất là các trường đại học để cho các em
có thể là qua cái học võ giúp cho tự vệ chiến đấu, rồi qua học võ có thể là làm cho khỏe mạnh lên và làm cho các bạn có một cái sân chơi vui khỏe để đóng phim, để đóng cascader, để làm sân khấu. Nhiệm vụ của chúng ta trong nước là phải làm sao giữ lại được những cái truyền thống quý báu của ông cha ta để lại, mà các cụ thì mất rồi thì chúng ta phải giữ lại những viên ngọc quý đó để trao lại cho các bạn yêu thích võ thuật trên thế giới và các bạn trẻ của Việt Nam. Hiện nay trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ võ thuật này có rất nhiều địa điểm hoạt động như trường Đại học Hồng Bàng quận 1, quận Tân Bình. Câu lạc bộ ngày càng thu hút được nhiều bạn từ mọi độ tuổi trong và ngoài nước tham gia và được xem như là một điểm đến bổ ích của giới trẻ học tập và tăng cường sức khỏe cũng như bảo vệ võ cổ truyền Việt Nam những năm gần đây. Mục mỗi tuần một địa chỉ giới thiệu về câu lạc bộ võ nghệ thuật Nguyễn Phương Danh, Thu Vân Quốc tế Võ Đạo đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi chương trình Người Việt Bốn Phương vào 13h45 thứ 7 tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.